Hôm nay tôi sẽ làm một anh nhân viên bán kem. Và mọi người có thấy cái tiệm kem ở đằng sau tôi không? Đó là cái quán kem mà tôi sẽ làm hôm nay. Hiện tại tôi đang ở ngoài đường nha mọi người. Và trời cũng sắp tối rồi. Ây da, tối thui luôn rồi chứ sắp gì nữa. Bây giờ tôi sẽ đi vô quán kem của tôi nha. Mỗi ngày của chúng ta trôi qua như thế ha mọi người. Làm xong rồi tối đi chơi xong rồi ngủ. Xong rồi sáng lại đi làm, xong rồi chiều lại tập thể dục thể thao, rồi tối lại ngủ. Trời ơi, ăn rồi ngủ thôi. Ồ, anh Dũng ơi, nãy em gặp người tốt, giàu lắm luôn. Ở trong Bly Donate nha mọi người. Quải tèo thiệt chứ, cái bạn này đi xe lăn rồi đi giao hàng nữa, holy moly. Xe lăn ở nhà dưỡng chân đi ba ơi. Trời ơi, một ngày vẫn thế, vẫn lệ thế ngày sống đêm. Vẫn trôi qua đủ 24 giờ, chẳng có mong chi phải chờ. Ok,